Tô Chủ tịch có nhiều biểu hiện trái ý Bắc Kinh, sự thật hay đóng kịch để che mắt. Chính quyền Việt Nam đã có những bằng chứng cho thấy các phe cánh trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống nhất hơn trước đây vì mục tiêu khôi phục sự ổn định của Đảng. Có những đồn đoán cho rằng đây là kết quả của sự dàn xếp từ ban lãnh đạo Bắc Kinh đối với ban lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc Chủ tịch nước Tô Lâm là người có khả năng cao nhất lên thay thế Tổng Trọng dường như ngày càng khó hiểu. Có nhiều biểu hiện cho thấy Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm vẫn tiếp tục sử dụng quyền điều tra của mình để tấn công phe Nghệ Tĩnh, vốn là chỗ dựa vững chắc của Tổng Trọng. Mới đây nhất, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo giới thạo tin, ông Dũng có mối quan hệ rất đặc biệt và gắn bó với ông Vương Đình Huệ. Khi ông Huệ rời chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, thì người thay thế là ông Đinh Tiến Dũng. Và trước đó, khi ông Huệ rời chức Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì ông Dũng cũng là người kế nhiệm thay cho ông Huệ ở chức vụ này. Ngoài ra, một nhân vật khác cũng bị đề nghị xem xét kỷ luật sau kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương. Ông Yên bị đề nghị kỷ luật với lý do có nhiều vi phạm về đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương. Được biết, ông Yên từng là Phó Chánh văn phòng của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương, đồng thời là một nhân vật thân cận với ông Phan Đình Trạc, trưởng ban Nội chính Trung ương. Hơn thế nữa, dù ông Tô Lâm bị cáo buộc là nhân vật được ban lãnh đạo Bắc Kinh lựa chọn sẽ thay thế cho chức vụ Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ông Nguyễn Phú Trọng nghỉ hưu, nhưng ông Tô Lâm đã có những biểu hiện tỏ ra cứng rắn với Bắc Kinh trên hồ sơ Biển Đông. Theo đó, Chủ tịch Tô Lâm vào hôm 11 tháng 6 đã nói với Đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội, ông Hùng Ba rằng tranh chấp trên biển cần được giải quyết tốt hơn và lợi ích của mỗi nước quốc gia cần được tôn trọng. Trước đó, vào ngày 6 tháng 6 cùng ngày, Quốc hội phê chuẩn cho ông Lương Tâm Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an. Bất ngờ, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt hoạt động của tàu Hải Dương 26 đang khảo sát trái phép trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ. Ngược lại, vào ngày 13 tháng 6, Chủ tịch Tô Lâm trong buổi tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương giữa hai nước. Theo đó, Chủ tịch Tô Lâm được báo chí nhà nước dẫn lời đã khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược và sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả. Theo giới quan sát, bước đầu có nhiều biểu hiện cho thấy lời nói của ông Đại tướng Tô Lâm không đi đôi với việc làm. Nhưng cũng có nhiều ý kiến tỏ ra bênh vực Chủ tịch Tô Lâm khi cho rằng đó là các phát biểu mang tính ngoại giao nên cần phải hiểu nói vậy nhưng không phải sẽ làm như vậy là điều dễ hiểu. Theo giới thạo tin, trước đây ông Tô Lâm được nhận xét là một lãnh đạo có khả năng ngoại giao tốt. Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là cố vấn an ninh tôn giáo cho cựu Thủ tướng Bà Dũng từng nhận xét với ông Tô Lâm khi đó là thư ký riêng cho tướng Hưởng như sau: nếu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng giành được ghế Tổng Bí thư thì Tô Lâm có khả năng trở thành lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Cũng xin nhắc lại, theo giới phân tích, một khả năng cao Trung Quốc đã dàn xếp để các phe cánh trong Đảng Cộng sản Việt Nam bắt tay nhau thống nhất đưa Chủ tịch Tô Lâm lên cương vị lãnh đạo tối cao theo chủ trương nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đổi lại, các phe cánh trong Đảng phải đoàn kết lại, không được trả thù giữa các bên trong Đảng để cùng thắng. Nhưng rõ ràng có nhiều chỉ dấu cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm đã trái ý với ban lãnh đạo Bắc Kinh. Điều đó có liên quan gì với gần đây Trung Quốc đang gia tăng sức ép với Việt Nam bằng chiến thuật vùng xám để khẳng định yêu sách chủ quyền của họ trên Biển Đông trong thời gian gần đây? Những điều kể trên là sự thật hay chỉ là màn kịch dập toa giữa Tô Chủ tịch và lãnh đạo Bắc Kinh để che mắt và đánh lạc hướng thiên hạ thì đang là một câu hỏi đặt ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Chủ tịch có biểu hiện trái ý Bắc Kinh, sự thật hay đóng kịch để che mắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Trung Quốc đã hàn gắn mối bất hòa và chấm dứt cuộc chiến giữa lãnh đạo Việt Nam như thế nào? Sau khi chính thức nhậm chức Chủ tịch nước,
Đại tướng Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, đã xúc tiến hàng loạt các hoạt động không chỉ dừng lại ở vai trò nguyên thủ quốc gia theo hiến định. Theo giới quan sát, một loạt các hoạt động của ông là công việc trên tư cách của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Truyền thông của nhà nước đưa tin, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp đoàn đại biểu lãnh đạo chức sắc các tổ chức tôn giáo, làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba, tiếp Đại sứ Hoa Kỳ, v.v. Mới đây nhất, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Tòa án Nhân dân tối cao. Theo truyền thông nhà nước đưa tin, trong cuộc gặp với Tòa án Nhân dân tối cao vào ngày 14 tháng 6 tại Hà Nội, Chủ tịch Tô Lâm đã đưa ra chỉ thị rằng phải tập trung nâng cao chất lượng xét xử, tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, hạn chế tiến tới không để xảy ra các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan. Đồng thời ông cũng yêu cầu rằng phải tập trung xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, pháp quyền, góp phần xây dựng thành công nhà nước xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do dân, vì nhân dân. Theo giới quan sát, đây là tín hiệu đáng lạc quan về việc Việt Nam sẽ tiến tới một nhà nước pháp quyền hoàn chỉnh, dẫu rằng trước mắt vẫn còn mang cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Vấn đề quan trọng là trên cương vị đứng đầu nhà nước, Chủ tịch Tô Lâm có hành động như tuyên bố hay không? Đồng thời, công luận cũng đặt câu hỏi tại sao cách đây ít lâu, trên cương vị Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm không có những phát biểu tương tự mà phải đợi đến lúc này. Với phát biểu của ông Chủ tịch Tô Lâm nêu trên, mạng xã hội đã có rất nhiều ý kiến lạc quan và tin tưởng rằng một số trường hợp tử tù đã kêu oan trong nhiều năm, được công luận trong và ngoài nước quan tâm như Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải và cả Lê Văn Mạnh đã bị thi hành án sẽ được minh oan. Theo giới quan sát, song song với những hoạt động và phát biểu mang tính hòa giải của Chủ tịch nước Tô Lâm, có những hoạt động và phát biểu của Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào ngày 14 tháng 6. Thường trực Ban Bí thư đã đưa ra yêu cầu xử lý kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, đặc biệt xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của các công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh. Đáng chú ý, tân thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc xử lý những cán bộ có liên quan đến các vi phạm trên phải kịp thời, trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhưng cũng phải dựa trên tinh thần nhân văn, trị bệnh để cứu người. Công luận của giới phân tích đặt ra câu hỏi, phải chăng giữa cá nhân và phe phái trong nội bộ của Đảng đã tỏ ra hòa hoãn? Gần đây ít xảy ra chuyện chém giết nhau không thương tiếc như đã xảy ra trước đây không lâu trong sự nổi loạn của Tô Lâm. Điều đó có liên quan gì đến nhận định của giới phân tích khi cho rằng có thể Trung Quốc cũng đã nhúng tay để dàn xếp các phe cánh trong Đảng bắt tay nhau, thống nhất đưa Chủ tịch Tô Lâm lên cương vị lãnh đạo tối cao, theo chủ trương nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đổi lại, các phe cánh trong Đảng phải hưu chiến, trở lại đoàn kết với điều kiện không được trả thù lẫn nhau để các bên trong Đảng cùng thắng. Nếu đúng như vậy, thì lãnh đạo Việt Nam và cả phe thắng cuộc hay bên thua cuộc đều phải vô cùng biết ơn ông Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh, bởi họ đã giúp hòa giải và chấm dứt một cuộc xung đột chưa từng thấy trong lịch sử 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong những tháng vừa qua. Đồng thời, các cuộc tắm máu theo đồn đoán giữa phe Hưng Yên và phe Nghệ Tĩnh sẽ không xảy ra, kể cả các dự báo về sự liên minh giữa phe Thanh Hóa và Thủ tướng Phạm Minh Chính với phe Nghệ Tĩnh, có sự phối hợp của giới tướng lĩnh Bộ Quốc phòng để chống lại Tô Đại tướng cũng sẽ chấm dứt. Và có người cũng mỉa mai nói rằng, với công lao trời biển của Đảng Cộng sản Trung Quốc như việc kể trên, việc Tập Cận Bình, lãnh đạo Đảng, đàn em là Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức cuộc vận động sống chiến đấu học tập theo gương Chủ tịch Tập Cận Bình vĩ đại, có lẽ là điều không phải không xảy ra. Đúng là bác Tập nào ở đâu xa, bác Lâm ta đó chính là bác Tập. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Trung Quốc đã hàn gắn mối bất hòa và chấm dứt cuộc chiến của lãnh đạo Việt Nam như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.